Tam Túc, Trung Quốc năm 1976. Nè, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Tội lắm. Anh hai coi kìa. Nè, xô đá đi. Nè, có chuyện đó nha. Quá, wow, coi nè. Anh hai à, cái này là gì vậy? Ây da. Đẹp quá hả? Quá, ây da. Anh hai à, coi cái này là gì nè. Nè, mở lên, đồ ra đi. Mở lên. Ôi, anh hai ơi, mình làm giàu rồi. Trời, mới đầu có. Ăn mừng đi, đốt lửa lên. Anh hai à, làm giàu rồi. Gió lớn quá vậy. Năm 1997, một trường đại học của Hồng Kông. Ê, sao lại ta hả? Nè, qua đây ngồi đi. Anh bạn à, chỗ này có ai không? Có đó. Wow, tại sao lợi hại như vậy? Môn này có nhiều người tới nghe vậy? Tôi đã có nói với anh là phải tới sớm đó mà. Nếu một lát nữa không có chỗ, tôi sẽ hỏi tội anh. Tội? Ê, không phải đâu. Mình tới sớm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Một lát nữa nhất định sẽ giành việc dữ lắm. Nói nhiều làm gì, xuống kiếm chỗ đi. Chỗ trống nè, ngồi đây. Sáu. Quá, thiệt hay quá. Coi gì đây? Tôi nghi ngờ trong hộp xí ngầu này có đổ thủy ngân. Xí ngầu? Tôi phải đem về khám nghiệm lại. Đổ thủy ngân gì? Tài kém tài bà thôi, lại đổ thừa mấy hộp xí ngầu. Hí, giảng sư Cao Vĩnh Hiền, đã tới giờ lên lớp rồi, thầy có muốn giờ đầu lại đi trễ chứ? Vậy sao? Thôi được rồi. Mau đi. Được rồi. Mau lên đi. Wow, nếu không quen biết, tưởng chỉ là má của anh đơ. Cô còn phiền hơn má của tôi nữa. Thôi chào nha. Nè các chị, tin rằng các chị đều biết, lớp của tôi chỗ ngồi thì có giới hạn. Nếu như mà muốn thâu hết các bạn, thì thiệt không thể nào. Nhưng mà như vậy, nếu như là thâu thêm vài ngày nữa đó, thì cái máy vi tính của nhà trường chắc không có phát hiện đâu. Để cho công bằng, tôi sẽ hỏi các bạn vài câu hỏi. Người nào biết trả lời thì ký cho người đó nha. Ok. Câu hỏi là: làm sao vẽ được một cái hình vuông tròn? Thôi đừng bàn thảo nữa, cho các bạn 3 phút. Hả? Có biết không? Dĩ nhiên là không, nạp giấy trắng thôi. Ê, còn anh? Không biết.
Tôi chỉ thầu những người nạp giấy trắng thôi. Chắc các bạn lấy làm lạ, tại sao tôi chưa ngó kỹ mấy tấm giấy có hình vẽ đã xé bỏ hết. Thật ra câu hỏi vừa rồi của tôi các bạn vốn không cần trả lời. Câu hỏi vừa rồi là làm sao vẽ một cái hình vuông tròn. Trên cơ bản câu hỏi này á là đã có mâu thuẫn rồi. Nếu như chúng ta không suy nghĩ chín chắn mà đã vội vã trả lời câu hỏi này á, thì tôi nghĩ là chúng ta đã có vấn đề đó. Cũng giống như là những câu hỏi hỏi về thần ma. Nếu như chúng ta không suy nghĩ những chuyện mà về thần về ma mà mình đi tin bừa bãi, thì mình sẽ trở thành như những người bạn vừa rồi đã trả lời, sẽ bị nông cạn và bị mù quáng. Tại vì bọn họ đã không chịu phân tích lý tính và khoa học. Cho nên tôi mong những người bạn ở lớp của tôi đừng có phạm cái lỗi này. Sau đây, vừa rồi những bạn nạp giấy trắng có theo học lớp của tôi hay không? Em thầy. Anh Phát, anh đồ con ở bên trái của anh đó, đừng lên, tôi từ đường hầm tới. Nè, tôi chống hết nổi rồi, anh mà không qua tôi sẽ bị chết đó, mau lên. Hey, chờ chút đã. À, tôi không ăn trưa, cô tự nhiên đi. Ờ, không phải, hồi sáng bản văn kiện đưa tranh ký đâu rồi? Ờ, ở bên kia. Cái này nè. À. Thank you. Làm ơn bớt chơi TV game đi. Có gì không ổn? Anh ở nhà cứ chờ mấy cái trò này coi chừng bị đần độn đó. Đần độn gì? Nếu như cô mà qua được cái bản này tôi chặt đầu xuống cho cô. Có khó khăn gì đâu, tại tôi không thích chơi thôi. Chơi TV game thì phải thông minh, phải qua nhiều cạm bẫy đó. Bộ tưởng dễ lắm sao? Xin hỏi em là ai, tới đây làm gì? Cô lại. Anh ở nhà đừng có dẫn tài cao tới mấy cái chỗ đó. Tối nay tôi đã hẹn với ảnh. Tì cao à, thì đừng có theo ảnh xuống mấy cái quán đó dơ bẩn bệnh hoạn lắm. Sao đây, tối nay có đi phóng phi tiêu hay không? Nếu anh hẹn tôi sớm 10 giây tôi có thể suy nghĩ. Lại là ai đi? Thì là sư phụ của tôi đó. Đi với anh quan trọng hay là tôn trọng sư phụ quan trọng chứ? Xin lỗi nha. Vĩnh Hiền, thử cà phê đi, ngon lắm. Dạ. À, đã lâu không được thử cà phê ngon vậy. Dĩ nhiên rồi, mua từ Colombia về mà. Em không có tin mua cho anh chứ hả? Hơ, anh nghĩ tiền quan trọng như vậy sao? Con nhỏ này. Đừng có vô phép. Con nói chơi thôi mà. Ê, hai đứa này từ nhỏ tới lớn đều như vậy, không chịu nhường đối phương. Vĩnh Hiền, cậu còn nhớ ngày xưa nộp bài cho tôi bị Bối Linh nó làm ướt hay không? Sao lại quên chứ? Làm lỗi một lần thôi, có cần ghi nhớ suốt đời không? Nếu như em là anh, bỏ công phu ra mấy ngày đi làm bài á, em có quên nói hay không? Đáng đời. Bối Linh. Sư mẫu à, thì kệ đi, sẽ cần quả báo mà. Hơ, anh này thiệt là ác. Thiệt ổn, em đã mua quà về cho anh đó. Ủa có quà hả, vậy thì khác. Sư phụ có không? Cái này của má, cái này của chị Hương. Bà cũng có phần nữa nè. Cái hộp lớn như vậy hả? Con cố tình mua từ Phi Luật Tân với lại Nam Phi. Quà sao tặng cô giao cho anh, muốn anh bị bỏ tù hay sao? Không thích thì trả cho em. Vậy thì không tốt. Má có thích hay không? Đẹp lắm. Ê, cảm ơn cô hai. Không có chi. Đấy đi ạ. Con biết bà thích thu tàng những cổ vật cổ xưa, cho nên đã mua từ Phi Luật Tân về cho ba đó. Ba có thích không? Thích không? Tốt, thủ công tinh xảo lắm. Cho con chút. Cái thần tượng này đã được gia công mài dũa lại. Có phải đúc từ khuôn trai không vậy? Không chừng ở dưới có chữ Make in China. Anh không biết thì đừng có nói bừa. Nè có đó, Make in China, sư phụ coi nè. Đấy đi à, anh thật là đáng ghét. Nó nói chuyện với con thôi mà. Bà thích lắm, cảm ơn. Ba thiệt là sáng mắt. Chị Hương à, để trong phòng sách đi. Dạ. Cảm ơn con giặc của em. Đừng khách sáo, em sẽ báo cảnh sát mà. Alo, ông chủ hả? Bà chủ với cô hai ra phố rồi, chưa có về tới. Chừng nào về tôi sẽ báo với họ. Dạ xin chào. Bác sĩ ta, cứu tôi!
Nói về câu đi. Giả sư là có lời đồn là nhà của ông có ma, có chuyện này hay không? Xin hỏi trước đó đã xảy ra chuyện gì? Xin lỗi các vị giả, là bơi không biết phải nói sao. Xin lỗi các vị giả, là bơi không biết đâu. Tránh đường đúng rồi. Là bơi không biết đâu. 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 Là ông La, ông La, ông La, ông La, ông La. Ê, con mụ này nè, sao không chờ người bệnh xuất viện rồi mới tới? Tôi đã kiếm sao bả? Bả là ai? Phòng bệnh ở đâu? 512. Qua đây. Anh em đi theo. Nè, chuyện gì? Dạ không, bà này là người thân duy nhất của người bệnh, đã lặn lội đường xa từ Nguyên Lãng tới đây. Vậy làm phiền cho bả vô thăm người bệnh chút nha. Như vậy không được đâu. Sếp Hai à, thông cảm giùm đi. Dạ đúng, tôi bảo đảm không có quấy rầy đến người bệnh, không có làm phỏng vấn. Mau chút nha. Cảm ơn sếp. Đột nhiên con gió mạnh thổi vào là bay hết những miếng giấy trên bàn. Thế rồi tôi đi lượm, rồi tôi bước ra khỏi phòng. Đột nhiên đùng một cái, cửa phòng đóng lại, rồi tôi mở cửa ra. Quê, sắp tối rồi chứ không kịp ra tối nay. Chị mình à, cái này là tên độc gia đó, nhất định phải ra tối nay. Chị biểu họ nhất định phải chờ tôi. Anh Phong à, sao tối vậy? Phải. Ê, cho âm nhạc. Được. Sao đây, ra sao rồi? Ê, giám chế, có chuyện này muốn nói với anh, ra đi. Chị không thể nào kịp đâu. Hay là vậy nha, tối nay tôi cho người thế. Anh Phong à, tôi đã nghĩ luôn cách trình bày rồi. Anh có biết vụ này khó khăn lắm chúng tôi mới lấy về được hay không? Phải công bằng với các anh em một chút. Ok, đừng có báo hại tôi nha. Yeah, thank you. Lady and gentlemen, xong rồi. Vậy hả? Phải, anh chịu chờ mình đó. Vào sáng ngày hôm nay, một tòa cao ốc ở Bán Sơn đã bị truyền ra là có ma. Và có một người ở nói là đã chính mắt nhìn thấy mấy người lính Nhật Bổn xử quyết phạm nhân ở phòng khách. Và cái người ở đó đã bị hoảng hốt đến thần trí thất thường. Sự thật là cái nhà đó không có vết tích gì bị hành hung. Như vậy thật ra là chuyện gì? Không lẽ ban ngày ban mặt có ma hay sao? Truyền chân đô thị của chúng tôi đã mời được Lý cư sĩ để coi ổng có ý kiến gì. Không sai, chỗ này là nơi mà hoàng quân Nhật Bổn đã xử quyết tội phạm vào lúc Thế chiến thứ hai, cho nên đã có nhiều âm linh tụ tập. Wow, nghe chuyện này thì là khủng khiếp hả? Căn cứ theo khoa học hiện nay, chúng tôi rất hân hạnh được mời giảng sư Cao Vĩnh Hiền lên đây để làm phỏng vấn. Xin hỏi anh có ý kiến gì về chuyện này? Tôi thấy quan hồn hay là âm khí đều không có căn cứ về khoa học. Chỉ là một số người đã nắm lấy tâm lý của một số người dân rồi mới thốt ra những lời lẽ mê tín dị đoan như vậy thôi. Giờ chúng ta chờ thêm ánh sáng đi. Những lời mê tín dị đoan như vậy. Rồi thầy có ý kiến gì về chuyện đồn có ma lần này? Thực ra cái nhà mà xảy ra chuyện là nhà của giảng sư La Hoành Chí, cũng là thầy giáo của tôi. Cho nên chị Hương mà nhìn thấy ma đó tôi cũng quen biết. Theo tôi biết, quê quán của chị Hương nằm rất xa ở một thôn làng hẻo lánh của miền Đông Bắc, có tên là làng Bình Định, và vào thời kháng chiến, cái làng này đã xảy ra một dữ kiện bị đồ sát ở trong làng và bị người lính Nhật đã giết chết hết những người ở trong làng. Và lúc đó chị Hương chỉ được mấy tuổi thôi. Và sau đó thì người chú của bà đã liều mạng cứu bà ra khỏi thôn làng này. Cho nên khi chúng ta gặp được những chuyện tuy khó tưởng tượng nhất, cũng không thể kết luận bừa bãi, nói là thần tích hay là gặp ma hay là siêu năng lực gì. Chúng ta nên dùng một thái độ khách quan và khoa học đi phân tích mỗi một câu chuyện. Cảm ơn giáo sư Cao. Không gì. Thưa các vị khán giả, sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ trình bày tường tận về dự kiện cố ma. Xin các vị đừng có rời máy. Cảm ơn các vị. Cảm ơn. Không gì. Hi. Hi. Làm vậy có được không hả? Lần này thì làm khá lắm, nhưng mà lần sau đừng có gấp rút như vậy nha. Cảm ơn nhiều nha giáo sư Cao. Có gì đâu, lần nào gặp ma anh cũng kiếm tôi tới đó mà. Dĩ nhiên bạn già là để như vậy mà, để lợi dụng thôi. Xin lỗi nha. Để tôi giới thiệu với anh cô Giang Gia Lợi, biên đạo và thu thập tài liệu của chúng tôi, là người giỏi đó. Không cần giới thiệu chứ, nổi tiếng lắm rồi. Chuyên môn thợ bẫy mánh những chuyện thần ma hay mê tín của người ta, sớm muộn cũng bị người ta đánh thôi. Bác sĩ Cao Vĩnh Hiền. Chào anh. Chào cô. Nghe nói ông không tin ở trên đời này có thần ma hay là có siêu năng lực, có phải vậy hay không? Thái độ của tôi là trước khi được chứng thực sẽ không đi tin mù quáng. Vậy làm sao có thể chứng thực?
dùng khoa học lý tính. Nhưng mà khoa học của con người chỉ được có mấy trăm năm thôi, vậy làm sao dùng khoa học của con người để chứng minh những chuyện đã có lịch sử từ mấy ngàn năm trước? Nè, tôi thí dụ nha, như là một người nguyên thủy lượm được một cây đèn pin ở dưới đất. Ảnh vĩnh viễn sẽ không biết tại sao cây đèn pin đó có thể soi sáng. Có lẽ là ảnh nghĩ một báu vật mà do thần đã thí cho ảnh, như là bây giờ mình nhìn thấy. Hay là nghe được những chuyện kỳ lạ khó tin mà lại không đi sâu vào nghiên cứu, mà coi là thần là ma. Như vậy có khác gì với những người nguyên thủy đó? Thôi đi, chuyện gì đây, không phải giờ biện luận đâu. Đi uống nước nha. Hẹn gặp khi khác. Bác sĩ Cao, ông si mê khoa học như vậy cũng là một loại mê tín khác đó. Có lẽ cô đúng. Bye bye. Thích biện luận hay là lên về chương trình của tôi nha. Uê, sao chị ăn nói với bằng cách của mình như vậy? Đâu có phải, chỉ là kiếm ra được một người gây lộn với tôi thôi. Cô à, kiếm ai đó? Chắc anh là anh hai của anh Nam hả? Giờ rồi em đã nhìn thấy anh ở trên TV. Kiếm thằng Nam hả? Ừ. Mời cô Dung ngồi chơi. Cảm ơn. Họ Cao trả lời chưa? Làm ơn gọi tiếp cho tôi. Làm ơn gọi tiếp đi nha. Bye bye. Vẫn chưa trả lời. Chơi tiếp tục hả? Xin lỗi, đã quấy rầy anh nghỉ ngơi. Không sao. Đáng lẽ em không lên kiếm anh đâu. Chỉ là gọi máy ảnh mấy ngày mà không có thấy trả lời. Tánh của thằng em tôi là vậy mà. Xin cô đừng ngại. Xin được khách sáo. Uống ly nước nha. Xin được khách sáo. Xin hỏi toilet ở đâu? Chỗ này vô quẹo phải là thấy. Cảm ơn nhiều. Không gì. Nè, vô đây. Ủa, anh hai, anh ở nhà hả? Hello. Sao gọi máy nãy giờ không trả lời vậy? Em đổi số rồi. Có người đàn bà kiếm em. Cái tủ lạnh hả? Đằng kia kìa. Đi lấy nước đi, mau lên. Có người đàn bà tới kiếm em. Hồi nãy anh đã gọi máy cho em. Có thiệt không? Sao ngộ vậy? Ngộ vậy đó, người đàn bà đó đang trong toilet. Em không cần nói anh cũng không giúp cho em đâu. Nó đã trả lời, nó là sẽ đi ăn khuya chung với mình. Thiệt hả? Phải, nó đang ở dưới nhà chờ mình. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Anh hai, về tới hả? Anh thiệt giỏi ha, đóng kịch giỏi thiệt. Giỏi hả? Em có biết anh mất bao nhiêu công sức của nhà sếp nổi cho em hay không? Hả? Cảm ơn. Không có lần sau đó. Được rồi. Anh cho em biết, thích con nào thì cặp với con đó đi. Nếu không số một sẽ xảy ra chuyện đó. Có đọc báo chưa? Thứ dân như em á, hàng năm chết biết bao nhiêu người. Wow, trù ẻo thằng em của anh vậy sao? Anh biết không, hạnh phúc của một người đàn ông không thể bị tiêu tan trong tay của một người đàn bà đâu. Mà là phải hiến dâng cho muôn ngàn đàn bà đó. Thì coi mày chừng nào chết. Em biết rồi, tại vì anh sợ chết cho nên không dám kiếm bạn gái. Chuyện của anh hai không cần mày bận tâm tới. Nhưng mà anh là đàn ông mà. Rồi sao? Đàn ông phải cần thiết mà. Vậy thì phải, nhiều khi đàn ông cũng tốt, ít ra khỏi bị phiền phức. Wow, anh hai, bộ anh bệnh sao? Ngày mai đi khám bác sĩ nha. Ai gọi đây lại ra hiến dân hạnh phúc hả? Tì cảnh sát, một đêm đâu có thể nào hiến dân nhiều lần vậy. Cẩn thận nha. Biết rồi. Quầy, cô hai, cô làm gì? Nhà của giáo sư La ở lầu 10 xảy ra chuyện, đi coi ngay. Quầy làm gì?
Anh hai. Vậy đó hả? Thì cảnh sát không gì chứ? À, thì cảnh sát thì không gì. Nhưng mà vừa rồi em như là đụng nhầm thứ dơ bẩn đó. Thứ dơ bẩn làm gì có thứ này? À, hai. Hai. À, anh hai à. Lần trước anh cho em mượn tiền. Bây giờ em trả cho anh. Thì em vô phòng. Đâu cần trả gấp vậy. Nên mà. Anh Phát à, ngồi chơi nha. Phát ngồi chơi chúng nha. Anh Phát lên đây làm gì chứ? Thất tình hả? Em bị gì đúng hơn? Bớt chơi với lại mấy thứ dân này đi. Cái gì thứ dân gì? Ảnh là bạn của anh đó. Đừng có nói bậy bạ. Con người có tự ái đó nha. Em biết, nhưng mà ảnh khác với mình. Đừng kỳ thị người ta. Ơ nè, tôi đi nha. Xin lỗi đã quấy rầy anh. Đừng như vậy mà. Tôi nói chuyện nhanh chút. Vô dụng thôi. Anh chưa thử sao biết vô dụng. Nè ngồi đi. Chờ dịu lại hết chuyện mà. Ờ, anh hai thiệt à. Cứ thích chơi thứ dân này. Anh Bon, lần trước sao nói giới thiệu một người biến tánh cho tôi làm phỏng vấn mà tào lao. Chỗ này hả, BD nhiều thôi, người biến tánh hả không có nhiều đâu. Ê anh Paul à, dạo này có người quỷ quái gì giới thiệu cho quen biết đi. Chị hai à, chị đừng có tưởng tôi làm bầu cánh xiệt nha. Ba hồi đòi người lụng, ba hồi thì đòi người biến tánh. Mai mốt kiếm thêm người ngoài tinh cầu hả, nhiều khi á như là đã thiếu nợ hai chị em của cô vậy đó. Cao Vĩnh Hiền. Ý, sao ảnh cũng tới đây? Quê, biết đâu người ta không nghĩ mình là cái thứ dân đó. Ý, nham nhở quá đi. Quê, cô bộ ảnh cũng giống như là anh Phô đó. Chắc không đâu. Thấy đâu có giống. Tôi biết rồi. Thì ra Cao Vĩnh Hiền là mục tiêu mới của chị. Đáng lẽ là có chút đỉnh, nhưng mà bây giờ khỏi phải suy nghĩ rồi. Thiệt thất vọng. Thiệt nhìn sao cũng đâu có giống. Tôi chết rồi. Mấy người đàn ông tốt đi đâu hết rồi? Hả? Chị đừng có như vậy. Đàn ông thì có ở khắp nơi. Còn lâu. Biết đâu mai mốt mình phải về Trung Quốc để chọn chồng đó. Thế chị về đi. Còn tôi đám cưới hay không cũng không sao. Có thiệt không đây bà mụ? Mai mốt để chồng rồi thèm đám cưới hả? Thì đừng có khóc lóc với tôi đó nha. Hey, tối nay môi không ra tin gì. Về nhà ngủ sớm đi. Hay à. Coi có đồ quý gì không? À, sao chuỗi này đẹp quá ha. Quê, chị cũng chọn sau đi. Mà cái thứ này tôi không đeo đâu. Chút thôi mà, chọn đi. Nó có thể bảo hộ cho cô không bị thương hại. Ông nói gì đây? Ông nói có thể bảo hộ cho tôi. Ê, tốt vậy hả? Vậy thì mua đi. Ê, bao nhiêu tiền vậy? 100 bạc. Wow, 100 mà mắc như vậy. Không đâu, 50 thôi. Được. Cảm ơn. À, đẹp lắm chứ. 50 bạc thì đáng giá đó. Có quấy rầy không? À, không đâu. À, không mình đi về hả? Mình đi về nha. Tay muốn bạn tiếp nha. Hả? Được. Xin chào. Bye bye. Nè. Cảm ơn. Wow, thiệt. Thu dọn một chút đi. Nếu như việc này mà tôi làm luôn á là cô bị thất nghiệp đó. Cô biết là hồi sáng tôi đã gom bài học sinh cho anh và đã đưa hết bài vở vô trong máy vi tính của anh hay không? Vậy hả? Cảm ơn nha. Nhiều khi tôi phát hiện có cô rồi á, vốn không cần cái máy vi tính này nữa. Bây giờ mới biết sao? Cảm ơn nhiều. Không chi. Vô đi. Lại tới quấy rầy thầy Cao nữa hả? Mắc mớ gì tới chị? Thì kể anh đi thầy Cao.
Tối hôm qua thì là cảm ơn anh. Hết chuyện hả? Hết rồi, đã ăn cơm tối nha. Tối nay không được, để hẹn sư phụ sư mẫu đi ăn cơm rồi, bữa khác nha. Được, được mà. À, quên điện thoại đặt bàn. 7 giờ tối nay ở lầu tụ bảo hả? Được rồi, chúng tôi biết tới, cậu không cần phải tới đón. Chúng tôi đi taxi được rồi. Chị Hương à, chị đã không sao, cảm ơn bận tâm. Vậy tối nay gặp. Được, bye bye. Ý, chìa khóa đâu? Có nghe bà làm gì trái nhà, tôi tưởng là thiệt. Rồi điện thoại kêu bà có số 9, kêu xe chữa lửa tới. Mấy người lính chữa lửa tới nhà của bác sĩ là coi thì ra không thấy bị trái gì cả. Hơi, tòa cao ốc này á, dạo này không biết chuyện gì thì là ghê gớm. Bà hồi thì nói là thấy quần Nhật bổn, bà hồi thì nói có trộm cướp, bây giờ thì có người nhảy lầu bị chết. Hơi, thì là khủng khiếp quá đi. Như vậy thường ngày ông có nghe vợ chồng bác sĩ là có gây gỗ gì không? Bà má âu yếm lắm, thường ngày không nghe họ gây gỗ gì đâu. Vậy trước đó má cô có từng thử qua tự tử không? Không có. Lúc xảy ra vụ án cô ở đâu? Tôi đang ở trong trường đại học, để chuẩn bị dạy lớp tối. Chúng tôi cả nhà, đại học sinh của tôi là Cao Vĩnh Hiền, chúng tôi định cùng nhau ăn cơm tối. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vậy em có đàn bà khác bên ngoài không? Anh nói gì đây? Xin ông trả lời tôi. Tôi không có làm lỗi với vợ của tôi. Vợ chồng tôi rất là thương nhau. Tôi không bao giờ làm chuyện có lỗi với bà. Sư phụ, hay là mình đi ăn trước đồ nha. Sư phụ cả ngày chưa ăn gì rồi. Cậu và bố Linh đi đi. Tôi muốn ở lại với bà thêm một chút. Sau khi học hành, em định là về ở với ba má. Em chỉ lại không ngờ. Đừng mù quá. Bây giờ em phải kiên cường một chút để chăm sóc cho ba em. Em biết đã đi nhất định đau buồn lắm. Ba rất là thương má. Thật ra em có tin sư mẫu tự tử hay không? Con người có má mi lạc quan lắm, bà quyết không có tự tử đâu. Lúc xưa sư mẫu có bệnh tâm thần hay không hả? Có dùng thuốc gì loại này hay không? Đã lâu lắm rồi. Daddy có từng nói là má đã bị bệnh tinh thần suy nhược và phải dùng thuốc dài hạn đó. Nguyên nhân là gì? Như là có một khoảng thời gian má mi cứ nằm ác mộng, là thấy bị cháy. Rồi Daddy nói là vì má hồi nhỏ căn nhà đã từng bị cháy đã để lại ám ảnh. Trong lúc xảy ra chuyện, ông gác gian với lại láng giềng đều nghe rõ sư mẫu kêu cháy nhà. Tuy là vậy nhưng mà hiện trường không có một chi tiết nào là đã bị cháy. Bệnh của sư mẫu có lẽ là bị trở cơn trước khi xảy ra chuyện, rồi khiến bà xảy ra ảo giác. Nhưng mà bấy nhiêu năm đều không sao, sao khi không lại trở cơn? Em quyết không tin là má mi tự tử. Ê bà xã, bữa nay tôi ra khơi câu được hai con cá mú lớn. Wow, thiệt lớn lắm á. Một con thì làm hải sản, một con xào với rau. Hai người mình ăn đâu có hết. Thì rủ luôn Gia Lợi và thằng Hào tới ăn. Gia Lợi đó đã ngủ rồi. Ăn cá tốt hơn là đi ngủ, để tôi gọi tụi nó dậy.
Nè Gia Lợi, Lợi à, nè thức dậy đi, cố cái ngồi ăn đó đừng có bỏ lỡ nha. Bà. Ê đừng có ngủ nữa, thức dậy rửa mặt đi. Ăn cá cho bà đích tài làm, bây giờ bà đi kêu luôn thằng Hào. Wow. Nè, cá thì tươi, còn ba chân thì rất là ngon, bảo đảm ăn xong á là khen không ngừng miệng. Thiệt là ngon lắm. Chuyện gì đó Hào, ăn đi. Quầy, bà đã bỏ nhiều tâm huyết đó nha, không ủng hộ ba hay sao? Con không phải không ủng hộ, nhưng mà có ai lại ăn cơm vào 3 giờ khuya chứ. Ê, bộ bà muốn hay sao đây, ai biểu bà làm nghề nhà báo chứ. Phải sợ hết các bản cáo đem qua ứng loát rồi thì bà mới yên lòng đi về nhà. Ừ, làm việc đi. Má con mười mấy năm nay đã quen cái vụ đêm khuya ăn cơm rồi. Lúc con còn nhỏ chờ tới đêm khuya cũng chờ bà về đem đồ chơi tới cho con đó mà. Bây giờ biểu con ăn bữa cơm với bà thôi cũng lằng nhằng lải nhải. Ê, thiệt nản lòng quá đi, tôi không ăn nữa, các người tự mình ăn đi. Thì phải mà. Ê, em là chọc giận tới bà nữa rồi. Bà, thằng Hào sáng mai làm ca sớm cho nên mới bực bội như vậy thôi. Bà đừng có giận nó. Trước sau đã mấy tuần lễ rồi, bà không gặp được mặt của nó. Tối nay bà thấy vui vẻ nên chừng hai con cá ngon để ăn chung bữa cơm. Hey, ai ngờ lại bị như vậy. Ừ, con xin lỗi ba nha. Nè, hai cha con mà không có thù cách đêm chứ. Để con hết lần này với ba nha. Em nhỏ có được không đây? Uống qua rồi biết. Nè, uống đi chỗ hai. Thanh niên trai tráng, đi vài bước đã hụt hơi rồi. Đi vài bước lầu 8 đó cô hai. Cháu đèo cái gì? Từ đâu mà có vậy? Dây này, lần trước mua ngoài phố, cái người bán nói là dây này sẽ phù hộ cho cháu. Tháo xuống màu đi, cái dây này có chuyện đó. Có cái gì? Lúc mà cháu đầy tháng, cô đảm cháu đi kết nghĩa với Hoàng Âm. Không có cần đeo cái thứ này đâu, có Hoàng Âm phù hộ cho cháu là được rồi. Tháo xuống đi. Dạ được. Sao đây, sao tốt quá lên thăm cô hai vậy? À đúng rồi, bà với má của cháu biểu cháu đem tới để tặng cho cô. Không có cần đóng kịch cho họ nữa. Mua hết bao nhiêu tiền để cô hai trả lại cho cháu. Đừng có vậy mà cô hai, coi như mua cho cô để tẩm bổ. Cô hai biết cháu ngoan, cũng tại ba cháu không có được tốt, dùng túng má cháu quá mà. Chuyện xưa đừng có nhắc tới nữa. Thôi được, không nhắc thì thôi. Sao đây, dạo này làm việc có mệt hay không? Thì cũng vậy thôi. Bây giờ cháu đang theo vụ án của Lao Hoành Chí. Ê, cô có biết chuyện này không? Bây giờ TV đang nói về cái chuyện người ở của ổng nhìn thấy lính Nhật chém người đó. Là đoạn tin mà cháu đã giật được. Có, cô có coi mà. Rồi người đàn bà đó dạo trước đã nhảy lầu tự tử. Dạ phải. Ê, còn nữa nha, người ta nói nhà của bà ở ghê gớm lắm. Cô hai à, cô pháp lực cao cường, hay là cô coi giúp cháu có phải là nhà hung hay không? Cô có cảm giác khó chịu quá. Cô bệnh hả cô hai? Không phải. Cô nói là tòa cao ốc này đã kéo tới những thứ không nên tới. Nè, có liên hệ tới cái dây này đó. Con mụ này nè, giờ này mới về tới hả? Để cho người chủ quản mà phải chờ bà. Có chuyện gì đây? Sorry. Chị nói sorry thôi hả? Hãy nhanh tay một chút, viết luôn cái bản cáo đó đi, làm ơn giùm. Ê, khoan đi. Chuyện gì? Tôi có chuyện muốn nói với chị. Nói đi. Về dữ kiện căn nhà của Lao Hoành Chí, tôi thấy có phát triển. Phát triển? Bên ngoài đang có mười mấy vụ mới đó. Chị cứ lặp lại mấy cái chuyện cũ, khán giả không có thích đọc đâu. Bây giờ người ta thích những chuyện mới mẻ, khán giả thích đó. Không phải đâu, chị nghe tôi nói. Cô hai của tôi nói nhà của Lao Hoành Chí có chuyện. Có chuyện gì? Dĩ nhiên là có chuyện rồi, bà là bà phù thủy mà, đừng có mê tín như vậy nữa. Không phải, tôi nghiêm túc đó. Chị đừng có hỏi tôi, chị biết là tôi không có quyền quyết định mà. Tôi biết hỏi ai rồi, chị phải giúp tôi nha. Anh hãy tin tôi đi, nhất định là có phát triển. Bây giờ khán giả thích coi những mục linh não. Như vậy cô định bắt đầu bằng cách nào? Tôi sẽ phỏng vấn giảng Sila trước, rồi sau đó sẽ tới nhà của ổng để mà thăm viếng. Theo như tôi biết, giảng Sila thì tin khoa học phản đối mê tín. Sau khi tôi làm phỏng vấn này xong thì nhất định sẽ gây phản ứng về căn nhà hung dữ.
tôi thấy chưa có đủ náo nhiệt. Hay là như vậy, kiếm hết các nhà phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông để mà đấu phong thủy nha. Nêu ra những nhà hung ở Hồng Kông để gói ghém đề tài này. Nhưng mà... Hế, đừng có gây với tôi. Cô biết tôi cần gì mà. Tiêu thụ. Rồi. Kiếm Cao Vĩnh Hiền đi. Anh có thể giúp cô kiếm được giảng sư La. Sư phụ của tôi dạo này không được khỏe, cho nên không thể tiếp nhận cuộc phỏng vấn. Cô cũng biết sư mẫu vừa qua đời thôi. Tôi hiểu. Nhưng mà tôi thiệt muốn phỏng vấn giảng sư La. Thời gian ngắn chút cũng được. Hoặc là có thể chờ giảng sư La khỏe lại một chút thì tôi mới phỏng vấn. Tôi không thể hứa với cô. Cô về nói với anh Phong nha. Bạn dạy với nhau, anh cũng không muốn tôi khó xử chứ. Vậy được. Cô Lợi à, sao cô lại có hứng thú về sư phụ tôi vậy? Tại vì hai chuyện đó. Sư mẫu tôi tự tử. Và người ở đó đã nhìn thấy hoàng quân Nhật Bổng. Cô có cái nhìn ra sao về hai chuyện này? Ông thiệt muốn nghe. Tôi không phải là một người phòng bế. Tôi có thể nghe và tiếp nhận ý kiến người khác. Tôi thấy hai câu chuyện đó quá ngẫu nhiên và nhất định có liên hệ với nhau. Tôi cứ tin rằng có một lực lượng không thể tưởng tượng ở đằng sau lưng để thúc đẩy hai chuyện đó xảy ra. Khoan đã. Lực lượng không thể tưởng tượng của cô muốn nói là cái gì? Có thể là ma, cũng có thể là lực lượng siêu tự nhiên. Có chứng cứ gì không? Tôi có một bà cô biết thông linh. Bà nói với tôi là trong nhà của giảng sư La có những cái mà không nên có. Chỉ bấy nhiêu thôi. Chỉ bấy nhiêu thôi. Cô Lợi à, tôi thấy là cô không nên dùng suy nghĩ cá nhân của cô đem những chuyện thiên tai nhân họa trút lên mình của quỷ thần. Tôi không phải là ý này. Nhưng mà tôi biết những lời tôi nói cũng bằng thừa. Thôi bỏ đi. Nếu như cô lấy nguyên nhân này đi xin phỏng vấn sư phụ tôi, ông nhất định không tiếp nhận. Ông khẳng định? Tại vì ông không muốn người ta mày tính. Tôi hiểu. Xin lỗi, đã làm phiền. Không sao. Xin chào. Bye bye. Quay. Cô bỏ quên đồ. Ồ, cảm ơn. Còn nữa, mê tín thì gây hại cho người ta lắm. Cho nên tôi mong cô có lại thái độ khách quan đi phỏng vấn và báo đạo. Tôi nghĩ rằng người không khách quan có lẽ là ông. Cô này là ai mà phách quá vậy? Có cần đến lá thư đi khiếu nại giùm anh hay không? Xin hỏi kiếm ai? Giảng sư La Hoành Chí có nhà không? Cô là... Tôi là Văn Gia Lợi, nhân viên thu thập tài liệu của đô thị truyền chân. Danh thiếp của tôi. Xin lỗi, ba của tôi đang nghỉ, không tiếp nhận phỏng vấn. Xin lỗi, sẽ mau lắm. Xin lỗi nha. Daddy à, hay là ba nghỉ chút đi. Con rót ly trà cho Daddy nha. Cô gái đó vẫn đứng bên ngoài hả? Cô đã đứng cả đêm hay sao? Cổ thì có nghị lực. Ít khi thấy con gái sốt sáng như vậy. Cô Lợi, cô muốn biết chuyện gì? Nếu như tôi biết, tôi sẽ trả lời với cô. Đi đi à, con đã hẹn với bạn, con sẽ về tối một chút. Đừng khuya quá nha. Cô Lợi từ từ hả? Bye bye. Bye bye. Xin lỗi nha. Vừa rồi nói tới đâu? Phải. Có gì cô cứ hỏi đi. Đúng rồi, giảng sư La. Tôi muốn hỏi ông có tin năng lực siêu thị tự nhiên, như là thần chú, quỷ thần chẳng hạn. Tại sao cô hỏi như vậy? Tại vì tôi có một người bạn biết thông linh. Bà nói là căn nhà của ông liên tục xảy ra hai chuyện như vậy, đều liên quan tới những chuyện không thể tưởng tượng. Cho nên tôi muốn hỏi với giảng sư La là ông đã từng gặp qua những chuyện quái lạ trong nhà này hay chưa? Không. Tại sao bạn của cô lại suy đoán như vậy? Với kinh nghiệm và trực giác của bảy. Cô Lợi à, tôi nghĩ cô quen biết Cao Vĩnh Hiền ở trên TV. Anh ta thường dùng thái độ lý tính và khoa học để đương đầu với những mê tín và mù quáng ở trong xã hội. Cao Vĩnh Hiền là học sinh của tôi, cho nên tôi có thái độ gì về phương diện này, cô phải hiểu chứ. Dạ tôi hiểu. Giảng sư La, gần đây nhà của ông đã có thêm cái gì hay không? Ý của tôi là những gì vốn không thuộc về căn nhà này. Không có.
tôi không thích mua sắm, trừ phi là con gái của tôi mua về. Lúc ở Phi Luật Tân về, nó đã tặng cho tôi cái bức tượng thần này. Có tính hay không? Cô Lợi. Cô Lợi à? Xin lỗi. Tượng thần này là vật cổ, rất là có giá trị lịch sử. Chỉ là tôi chưa có thời gian để nghiên cứu, có phải có gì không ổn hay không? Tôi không biết, nhưng ông không thấy là khuôn mặt của tượng này tà lắm hay sao? Sự tín ngưỡng của những người ngày xưa đôi khi rất là khó đoán được. Phải, vừa rồi có hỏi về những chuyện thần chú. Ở trên lịch sử quả thật có ghi chép, có người nói là những kẻ đào mã ăn cắp đồ của Pháp Lão Dương ở Kim Tự Tháp, từ đó đã bị chứng lạ và hay bị chết bất thường. Nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết, không có căn cứ. Nhưng mà chuyện này thật sự đã xảy ra. Chỉ là nguyên nhân ở trong đó, không nhất thiết là thần chú. Có lẽ là người đời sau chỉ phụ họa và a dua theo. Xin lỗi. Alo. Alo. Nói lớn chút tôi nghe không rõ. Xin lỗi. Không sao. Alo. Alo, phải. Bây giờ đang phỏng vấn giảng sư là. Được được. Được rồi. Đã đi gọi bác sĩ hay chưa? Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Bye bye.